Nghe thấy chuối? Hả? Cái gì? Cái gì cậu cũng có đúng không? Bây giờ nhá, xem cậu có cái này không nhá. Cái gì? Úm bà là bà là bà là bà là bà là bà là. Wow. Cậu có cái này chưa? Cái này là cái gì vậy cậu? Ơ, thế cậu chưa có à? Chưa, cái này tớ có biết là cái gì đâu. Ờ, đây là kẹo kem đánh răng. Cậu ơi, cặp đẹp thế. Ừ, cặp mới mua của tớ đấy. Cặp mới, tớ cũng được mua cặp mới này. Ừ, thôi, lấy sách vở ra học đi. Này, cậu ơi, tớ bảo tớ mới được mẹ tớ mua cho tớ quyển vở mới này. À, nhóm nhạc ESO nhá. Ôi, tớ thích quyển sách đấy thế. Ui, cậu có quyển sách đẹp thế. Quyển sách này á, tưởng anh đẹp trai thôi, tớ thích lắm ý, quyển này. Ừ nha, đến mấy anh đẹp trai này tớ còn thích nữa là. Thôi được rồi, mai tớ nhất định cũng phải bảo mẹ tớ là mua cho tớ một quyển vở thật là đẹp, có nhiều anh thế gì tớ. Mai tớ cũng sẽ mua tổng cộng. Ôi, hôm nay mình đến sớm. Ui, sớm đâu mà sớm. Này nhá. Hả? Hôm qua cậu bảo tớ là cậu có quyển sách của nhóm nhạc Hàn Quốc đúng không? Đúng. Tớ cũng mới mua được một quyển nè. Đâu, sao nào? Đẹp lắm luôn. Đây, giống của cậu chưa? Ủa. Đây nè. Giống hệt luôn. Đáp giống hệt nha. Luôn. Quyển vở này. Mẹ tớ về tớ cũng bảo mẹ tớ mua đấy. Ờ, nhưng mà đây là các anh đẹp trai mà. Cậu bên đây à? Ờ, thì ca sĩ nổi tiếng ai mà chẳng thích. Người ta là fan. Này cậu ơi, hôm qua tớ đi siêu thị cùng với mẹ tớ nhá. Ừ. Tớ cũng mua một quyển sách khác nè. Ui, sách đẹp thế. Đây cũng là nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng luôn. Đấy là nhóm BTS. À thế à? Ừ. Thế đây là quyển sách khác à? Ừ, cũng toàn các anh đẹp trai thôi. Ôi, cậu thích thế, hôm qua vừa được mua một quyển vở, hôm nay lại mua một quyển vở nữa. Ừ. Lúc vở thì lúc sách. Quyển vở à? Ôi, quyển vở này đẹp thế. Toàn những anh đẹp trai luôn. Ôi đẹp. Anh nào tớ cũng thích. Ôi đẹp thế. Như này mới có động lực để học bài chứ. Ừ. Mà thôi. Ôi, hôm qua cậu vừa được mua, hôm nay lại được mua một quyển nữa, thích nhờ. Thì cậu về cậu lại bảo mẹ cậu mua cho. Ừ. À thôi. Nhưng mà cậu chắc chắn không có cái này. Đâu, cái gì? Đấy đặc biệt lắm luôn, không phải sách đâu. Cái gì? Đâu rồi, để tớ tìm. Làm gì có cái gì mà tớ lại không có được cái nhúc. Cậu có hộp sữa không? Trời đất ơi. Hả? Chỉ là hộp sữa thôi mà, ai mà chẳng có ngày đâu. Nào mà. Ôi, hai hộp cơ á? Ừ, mẹ tớ là bắt đầu uống sữa mà. Nhưng... tớ. Nhưng mà tớ thì lười uống sữa. Ui, nhưng mà uống hai hộp này bao giờ mới hết? Thế lúc nào mẹ tớ cũng bắt tớ uống ấy. Này, thế cậu có cái này không? Dạ. Đâu? Huba bơ nha. Này. Cái huba Mỹ gì? Ừ. Cậu có không? Tại sao tớ lại không có chứ? Giống hệt của cậu luôn ấy. Ui, sao giống của tớ thế? Ừ. Trời ơi. Ừ. Sao mình có cái gì mà hàng hóng hớt cũng có là thế nào nhỉ? Mình còn một món, còn một cái kẹo này nữa. Mình đoán là hàng hóng hớt chưa có được, bởi vì là mình vừa mới mua, mình mới phát hiện ra cái kẹo này. Này hàng hóng hớt. Đi nữa. Tớ có một cái kẹo này. Trời ơi, cậu mang hết ra đi. Đây, kẹo Big Spoon. Cậu có cái kẹo này không? Kẹo này kẹo mới mà. Ừ, sao? Thì kẹo mới. Cậu có không? Cái kẹo này tớ còn ăn hết rồi đây này. Ôi. Tớ còn hộp hai hộp này. Cậu có lấy không được cho một hộp này. Thôi tớ có rồi. Ủa thế là cậu còn bóc ra ăn rồi à? Ừ, tớ còn ăn xong rồi. Ôi, tớ cũng có cái bút như thế này mà cậu cũng đã có rồi à. Ô. Ừ, khác màu thôi. Màu hồng là màu yêu thích của tớ. Màu đỏ màu yêu thích của tớ. Nghe thấy chuối? Hả? Cái gì? Cái gì cậu cũng có đúng không? Bây giờ nhá, xem cậu có cái này không nhá. Cái gì? Úm bà là bà là bà là bà là bà là bà là. Wow. Cậu có cái này chưa? Cái này là cái gì vậy cậu? Ơ,
Thế cậu chưa có à? Chưa, cái này tớ có biết là cái gì đâu. Đây là kẹo kem đánh răng. Ôi, cậu ơi, cái này là tớ chưa có cái này. Wow, cậu ơi, cái này là cái gì đấy? Đây là kẹo kem đánh răng. Kẹo kem đánh răng á? Ừ. Cái kẹo này là kẹo tupper cùng nha. Ôi. Kẹo này nó vừa là kẹo, cái này nó vừa là kem đánh răng, cũng vừa là kẹo sinh gum luôn. Ôi thế á? Ừ, 2 trong 1. Ôi thế là kẹo này, đây là kẹo, vừa là kẹo này vừa là kem đánh răng. Ừ. Thì nhá, tớ nói nôm na cho cậu hiểu là ăn cái kẹo này nhá thì răng mình vẫn sạch, vẫn trắng, không cần phải đánh răng. Vẫn được ăn kẹo mà không phải đánh răng, cậu thấy có tiện lợi không? À, cái tip kem đánh răng nhà tớ đầy, chẳng qua tớ không mang thôi. Ô thế là kẹo kem đánh răng à? Ừ, tớ cứ tưởng là tip kem đánh răng mà nó là loại mới cơ, thế hóa ra không phải à? Ôi cái kẹo kem, cái này là kẹo kem đánh răng à? Ê, hóa ra là cái này dành cho người lười, hóa ra cậu là cái đồ lười. cậu là đồ lười, cậu mới ăn kem đánh răng. Không phải đâu nhá. Cái này tớ chỉ mang đến trường để nhai để cho nó thơm miệng, cho răng tớ lúc nào cũng trắng sáng thôi. Chứ còn ở nhà tớ vẫn đánh răng mà. À thế là ăn vặt xong mình lại nhai cái tupper gum này, đây là tupper gum đúng không? Ừ. Lại nhai cho nó sạch miệng đúng không? Ừ. Mà ăn nó y như kẹo huba luôn cậu ạ. Ồ thế mùi à? Rất là thơm. Thế lấy ra ăn đi, cho tớ một tí. Mùi rất thơm mà như kẹo huba luôn. Thật, sáng nay tớ chưa đánh răng. Bây giờ mới khai ra. Eo ơi, ta thế mà vừa còn nói người ta ấy. Cứ làm tớ cứ tưởng cậu sạch sẽ thế nào cơ. Là chẳng sạch. Lấy ra ăn đi, lấy ra. Này, cho cậu xem này. Đây, tớ ăn trước cho cậu xem này. Nó là kẹo sinh gum nhá. Ui, tớ ăn trước cho cậu xem nhá. Này. Thơm lắm. Thơm cực kỳ luôn. Ngon không cậu, ngon không? Ngon lắm. Ôi. Cho tớ ăn. Ê, cho tớ ăn nhá. Sao? Tại vì cái này tớ ăn rồi, bây giờ cậu lại ăn mất vệ sinh, hai người ăn chung một cái kẹo làm sao được đúng không? Mà ở ngoài cổng trường có bán đấy. Ôi. Ê, thế cậu đi mua. Ừ thế cậu dẫn tớ ra mua đi. Ừ. Đi. Cháu cho bác ạ. À. Bác ơi, bác bán cho cháu một tip kem đánh răng ạ. À. Cái gì đấy cậu? Bác ơi, bác bán cháu một tuýp kem đánh răng ạ. Này. Hả? Cậu bị làm sao đây? Sao này sao? Kẹo tuýp kem đánh răng tupper gum. Phải là kẹo kem đánh răng bình thường mình hay đánh đâu. Kẹo tuýp kem đánh răng ạ, không phải là kem đánh răng bình thường mình hay đánh đâu. Nó là kẹo ấy. Thế bác ơi bác. Ồ thế bác ơi, bác bán cháu một tuýp kẹo ạ. Cái gì đấy cậu? Ơi. Tuýp kẹo kem đánh răng. À. Hey, cậu nói đi, cậu nói mua đi. Bác cho cháu một tuýp kẹo kem đánh răng tupper gum. Tupper gum. Cậu nhớ nhá, đây là kẹo kem đánh răng chứ không phải kem đánh răng bình thường đâu. Chứ ăn kem đánh răng á để có mà đau bụng à. Nhớ chưa? Đây là kẹo. À, hóa ra là thế ạ. Tớ nhớ rồi. Xít nữa thì mua kem đánh răng về ăn về sợ đau bụng hay không đi học được. Đây. Giống của tớ chưa? Giống thế, giống y hệt luôn. Đấy. Cháu cảm ơn bác nhá. Thế bây giờ cậu thế cậu lấy ăn của vị cậu ăn cậu ăn cậu ăn vị của cậu tớ ăn vị của tớ nhá. Đúng rồi, thì mỗi người một cái chứ ai lại ăn chung. Đúng rồi, thôi đi về ăn đi. Mà cái này chắc thì ăn. Có hô ba mày ăn mày chia các bạn cùng ăn được chứ còn. Nhưng mà cái này ăn là được lâu đấy. Này tớ nếu mà hay là cái này tớ bảo cậu nhá. Này bây giờ về khoe với mẹ xong rồi bảo là mẹ ơi con bây giờ con không bao giờ phải đánh răng nữa đâu, con chỉ cần ăn cái kẹo này về nhai xoẹt phát xong là xoẹt phát xong là đi học luôn, thế lại được ngủ thêm 15 phút nhờ. Cậu vẫn phải đánh răng như bình thường. Bây giờ ăn vào nó khác gì đánh răng luôn rồi, không cần phải. Đây là chỉ là kẹo thôi. Cái này để ăn chơi thôi, còn cậu vẫn phải đánh răng hàng ngày. Tớ lại cứ tưởng là cái này ăn thay không luôn. Không là sốn hết răng, leo leo. Tớ tưởng cái này nó là kem đánh răng luôn ấy. Thế nên là tớ không mất tiền mua bàn chải, thế tớ lại lấy cái tiền mua bàn chải đấy là xong rồi tớ lại lấy cái tiền mua bàn chải đấy là tớ mang đi mua kẹo ăn. Nhưng mà hóa ra không phải.
Nhớ đấy, cậu vẫn phải đánh răng hàng ngày bằng kem đánh răng. Còn đây chỉ là kẹo bình thường thôi, nhớ chưa? Thôi được rồi, thế thôi, đi vào học đi, không thì muộn. Chỉ là nó giống tiếp kem đánh răng thôi, cậu thấy thế không? Được.